Hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm 2023. Thanh Hoàng xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vì sao Cộng sản Việt Nam dẫy như đỉa phải vôi khi thấy cờ vàng? Theo Lâm Bình Duy Nhiên, Nhà quan sát nói oái âm ở chỗ là đã mang tiếng thắng người ta rồi, lại gần nữa thế kỷ đã trôi qua vậy mà cái gì liên quan đến biểu tượng, hình ảnh, tên tuổi và lịch sử của họ thì bên thắng cuộc lại nhảy đùng đùng lên, la lối, quan ngại và muốn cấm đoán và thậm chí là đe dọa và khủng bố. Chỉ mới đây thôi, Võ Văn Thưởng còn nhờ chính quyền Úc can thiệp và xử lý các cá nhân hay là tổ chức phản động chống phá Việt Nam tại Úc giờ thì bộ ngoại giao việt nam lại yêu cầu phía úc ngừng giao lưu đồng tiền lưu niệm 2 đô la úc có hình cờ vàng ba sọc đỏ do công ty Royal Australia Mint và bưu chính úc phát hành cũng lại là Úc, còn nhớ trận đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 giữa đội tuyển Úc và Việt Nam trên sân vận động AAMI Park Melbourne vào ngày 27 tháng 1 năm 2022 đã bị phát chậm đến 10 phút tại Việt Nam để các nhà đài tại đây có đủ thời gian để mà xử lý những tình huống ngoài ý muốn tình hình nhạy cảm ở đây là những hình ảnh các cổ động viên việt nam cộng hòa người việt tự do tại victoria đã mang theo những lá cờ màu vàng ba sọc đỏ quốc kỳ của việt nam cộng hòa vào sân để cổ vũ cho đội tuyển việt nam hay hành động được cho là sỉ nhục lá cờ vàng vào năm 2021 bởi một nhóm du học sinh trung học người Việt Nam ở Úc. Một nam học sinh đã giật một lá cờ vàng được treo trên đường phố rồi sau đó vò và vứt xuống đất trước khi dùng chân dẫm đạp lên lá cờ mà cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản luôn tôn trọng và xem như là biểu tượng của tự do. Thêm vào đó là những lời chửi bới thô tục và nhục mạ lá cờ và cộng đồng người Việt tự do tại đây quay vào một chỗ là đã mang tiếng thắng người ta rồi lại gần nửa thế kỷ đã trôi qua vậy mà cái gì liên quan đến biểu tượng hình ảnh tên tuổi và lịch sử của họ thì bên thắng cuộc lại nhảy đùng đùng lên la lối quan ngại và muốn cấm đoán và thậm chí đe dọa và khủng bố nếu một thể chế chính trị quang minh chính đại và rộng lượng thì không khi nào hành xử một cách tiểu nhân với một chế độ không còn tồn tại hẹp hòi và tàn ác khi mà trực tiếp đưa đi cải tạo thực chất là bỏ tù đầy tọa đọa hàng trăm ngàn quân cán chính việt nam cộng hòa và gây ra thảm họa thuyền nhân với gần nửa triệu người bị chết nơi biển sâu phải chăng chính quyền Cộng sản Việt Nam cứ bị nhột khi thiên hạ còn nhắc đến Việt Nam Cộng hòa, vì tự hiểu cái tính chính danh độc quyền toàn trị từ 48 năm qua là đáng bị lên án và gây nhiều tranh cãi. Đầu đó qua các phản ứng quá khích và thái quá của chính quyền và chúng ta có cảm tưởng bóng ma của Việt Nam Cộng hòa vẫn còn gây nên những lo ngại và lo sợ chính quyền Cộng sản Việt Nam không ưa, không thích và thậm chí là căm ghét nên chính quyền Cộng sản Việt Nam nhất quyết ngăn cấm và kiểm duyệt và đe dọa những gì liên quan đến di sản biểu tượng của một chế độ không còn nữa. Một chế độ mà đến giờ này thì họ vẫn còn xỉ vả và lên án là ngụy mà tồi tệ và là chư hầu của Mỹ một chế độ với nhiều tính từ không tốt đẹp mà chính quyền Việt Nam luôn tuyên truyền và biêu diếu, một chế độ dẫu còn nhiều vấn nạn trong lòng một xã hội dân chủ non trẻ trong khói lửa chiến tranh nhưng vẫn hơn hẳn về nhiều mặt, một chế độ luôn tự cho mình là thiên đường, xã hội chủ nghĩa là đỉnh cao của trí tệ nhân loại. Một chế độ tuy đã thống nhất đất nước nhưng từ 48 năm qua thì vẫn còn thua kém bọn ngụy từ giáo dục nhân bản khai phóng cho đến giá trị đạo đức trong xã hội, từ quyền con người phổ quát cho đến những sinh hoạt chính trị dân chủ. Đó là tất cả những gì mà người Cộng sản không thể nào làm được và mang lại cho dân tộc này sau gần nửa thế kỷ. Căm ghét, thù hận, chửi bới, tẩy não và lo sợ dẫu vẫn hô hào, hòa giải, hòa hợp dân tộc đó chính là một bộ mặt thật của chính quyền này và công luận cười nhạo vụ người phát ngôn bộ ngoại giao cộng sản việt nam lên án và đòi chính phủ úc ngưng phát hành đồng tiền lưu niệm có in hình cờ vàng việt nam cộng hòa Facebooker Phan Ba cho hay Tôi cực lực phản đối cái vụ Hà Nội yêu cầu ngưng phát hành đồ lưu niệm Và tự nhiên khiến những người Việt Nam châu bốn biển đều biết tới đồng tiền này nổi tiếng ác liệt luôn Rồi bây giờ thì giá cả của đồng tiền này lên tới 1.700 đô la Úc trên eBay Thì làm sao mà mua cho nổi hả trời Mà nói thiệt nghe Đồng tiền mới phát hành này nằm trong loạt kỷ niệm Let's we forget Nằm nhằm tôn vinh quân đội của họ và đồng tiền đầu tiên được phát hành từ năm 2009 rồi và tự nhiên đùng đùng nhào vô và yêu cầu ngưng phát hành thiệt là vô nhiên. Nhạc sĩ Tuấn Khanh bình luận rằng vào dịp Úc phát hành đồng tiền đặc biệt 50 năm kết thúc sự tham gia của Úc vào cuộc chiến Việt Nam 1973, phía Ukraine cũng cho phát hành tờ tiền 20 đồng kỷ niệm. Hai năm Nga đem quân đòi giải phóng nước này, đuổi bọn ngụy quyền Ukraine và các thành phần tay sai của chế độ đế quốc Mỹ và phương Tây ra khỏi vùng đất đó tờ tiền 20 đồng phát hành 300.000 bản nhanh chóng được bán hết và giờ nghe nói giới buôn bán tìm mua với giá 100. Không nghe nói Nga phản đối gì việc Ukraine phát hành hay đòi ngừng lưu hành tờ tiền này. Facebooker Sonia trần nhận xét vụ phản đối tiền úc gần đây cho thấy xảo ngôn tiêu chuẩn kép của cộng sản việt nam phản đối úc làm đồng tiền này với lý do chế độ chết rồi nhưng hà nội trước đó lại đi phát hành tem kỷ niệm kỷ vật cho chế độ xô viết cũng đã chết rồi kiểu như Nguyễn Văn Trỗi hay biệt động Sài Gòn khủng bố đánh bom khắp Nam Kỳ lục tỉnh thì được vì đuổi giặc ngoại xâm, còn Mỹ ném bom khu quân sự ở Hà Nội thì không được vì coi đó là tội ác. Có rất nhiều lý do để giải thích vì sao nhà nước Cộng sản Việt Nam lại yêu cầu Úc không lưu hành đồng tiền có biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ Thứ nhất, về mặt quốc nội thì tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị tổn thương trầm trọng qua các vụ án tham nhũng như là Việt Á và các chuyến bay giải cứu. Và người dân Việt Nam cho giàu bị Cộng sản tẩy não và nhồi sọ nhiều thập niên, họ cũng đã biết đặt vấn đề về sự cần thiết tiếp tục hiện hữu của nhà nước Cộng sản Việt Nam khi hầu hết nhân sự ở các định chế cấu thành bộ máy nhà nước đều là sâu bọ và chắc chắn mục đích của nhà nước Cộng sản Việt Nam chỉ để phụ sự cho lợi ích của sâu bọ, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trở thành một thứ giặc nội xâm sự thật lịch sử đã cho người dân thấy rằng chính quyền nào ưu việt hơn chính quyền nào việt nam cộng hòa bị phỉ báng là ngụy là tay sai thực dân vấn đề là tại sao chính quyền việt nam cộng hòa lại yêu nước thương dân lại bảo vệ đất nước và phụng sự cho dân tộc hữu hiệu hơn giai cấp vô sản tiên phong hay là lực lượng giải phóng dân tộc hiện tượng đề cao văn hóa và văn minh Việt Nam Cộng Hòa như ở các lĩnh vực giáo dục, âm nhạc, văn học và những ngày gần đây thì cho ta thấy sự đối kháng tuy âm thầm nhưng rất hiệu quả của nhân dân Việt Nam và hiện tượng này đã đem lại cho Đảng Cộng sản Việt Nam một tâm trạng bất an nếu không nói là lo sợ. Càng trù dập, càng bôi nhọ, những thứ thuộc di sản văn hóa, văn minh của Việt Nam Cộng Hòa đã không suy tàn đi mà ngày một sống khỏe, định hình quốc gia việt nam không hề do ý chí của kẻ cầm quyền mà do ý chí của toàn dân lá cờ vàng ba sọc đỏ trở thành nỗi ám ảnh trong giấc ngủ của những người mang tâm thế kẻ chiếm đóng thứ hai về đối ngoại thì phải chăng nhà nước cộng sản việt nam lo sợ hồi sinh của một nền cộng hòa mới ở miền nam việt nam theo tập quán quốc tế thì một quốc gia có thể bị suy tàn và sau đó thì có thể bị tiêu vong. Lãnh thổ và nhân dân quốc gia này có thể bị sắp nhập vào một quốc gia khác. Nhưng từ đống cho tàn của quốc gia bị tiêu vong này thì một quốc gia mới có thể khai sinh. Nhà nước Cộng sản Việt Nam phải đối mặt với những cam kết mà họ ký với quốc gia bảo hộ Hiệp định Paris 1973. Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã công nhận rằng nhân dân miền Nam có quyền độc lập tự quyết trong vấn đề lựa chọn thể chế chính trị phù hợp cho mình. Việc nước Úc cho phát hành những đồng tiền kỷ niệm chiến tranh Việt Nam trên đồng tiền có in cờ vàng ba sọc đỏ và việc này vô hình chung nhấn sâu vào điểm yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là sự bội ước. Còn theo Hiếu chân, sao họ phải sợ quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa đến vậy? Dựa âm những hoạt động kỷ niệm ngày 30 tháng 4 chưa qua thì xảy ra một chuyện rùi bu. Nhà cầm quyền Việt Nam lên tiếng phản đối chính phủ Úc cho phát hành đồng tiền lưu niệm có hình quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Số là nhân kỷ niệm 50 năm ngày quân đội Úc kết thúc nhiệm vụ tham chiến ở Việt Nam 1973-2023, xưởng đúc tiền Hoàng gia Úc Royal Australia Might và Bưu chính Úc cho phát hành đồng 2 đô la Úc mạ vàng và mạ bạc dùng làm vật lưu niệm mỗi đồng tiền vàng hay bạc một mặt đều được dập nổi dòng chữ chiến tranh việt nam hình một chiếc phi cơ trực thăng đang bay trên đồng ruộng giữa một giải quốc kỳ việt nam cộng hòa và đồng minh mặt khi in chân dung nhìn nghiêng của cố nữ hoàng elizabeth đệ nhị nguyên thủ quốc gia tượng trưng của úc Thông báo của Rojo Australia Might nói rõ hai đồng tiền này không dùng để mà giao dịch trong hệ thống tiền tệ quốc gia Úc mà đồng bạc tưởng niệm ghi nhớ cuộc chiến tranh Việt Nam vì những tổn thất sinh mạng và khổ đau mà nó gây ra cho những người phục vụ vì tác động đối với nước Úc trong một thập niên biến động. Úc cùng với nhiều nước khác đã gửi quân đội sang miền Nam Việt Nam và sát cánh cùng với đồng minh Việt Nam Cộng Hòa chống lại Cộng sản Bắc Việt. Có 57.000 quân dân Úc đã phục vụ tại Việt Nam, trong đó có khoảng 520 người đã bị hy sinh và nhiều người khác bị thương trước khi những người lính Úc cuối cùng rút về nước vào tháng 12 năm 1973. Việc Úc đúc tiền lưu niệm để ghi dấu một sự kiện quan trọng như vậy trong lịch sử của họ là chuyện hết sức bình thường và không có gì phải bàn cãi. Thế nhưng, trong một cuộc họp báo ở Hà Nội, vào ngày 4 tháng 5 vừa qua, bà Phạm Thu Hằng, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam lại dẫy nảy và chúng tôi lấy làm tiếc và kiên quyết phản đối việc công ty Rojo Australian Might và Bưu Chính Úc đã phát hành các vật phẩm với hình cờ vàng, cờ của một chế độ đã không còn tồn tại. Bà Hằng nhấn mạnh, việc này hoàn toàn không phù hợp với xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Úc, theo báo Tuổi Trẻ. Cái mà bà Hằng kiên quyết phản đối tất nhiên là quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, nền vàng ba sọc đỏ biểu trưng của một dân tộc da vàng máu đỏ có ba miền Bắc Trung Nam. Không chỉ kiên quyết phản đối mà Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã trao đổi với phía Úc và đề nghị có hình thức dừng lưu hành các vật phẩm này và không để xảy ra những sự việc tương tự trong tương lai, vẫn theo báo tuổi trẻ quả là một lối hành xử kể cả bề trên đầy ngạo mạn và ngu ngốc khi mà can thiệp vào công việc nội bộ của nước úc một quốc gia có chủ quyền và khá thân thiện với việt nam lối hành xử sai lầm đó không thể hiện tư thế của kẻ mạnh và ngược lại cho thấy nỗi sợ hãi việt nam cộng hòa cùng những gì liên quan đến thể chế một thời của miền nam việt nam đã thâm căn cố đế trong đầu óc giới lãnh đạo cộng sản hà nội khiến cho họ khó phân biệt được đâu là đúng đâu là sai Tuy chế độ Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt sự tồn tại vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhưng lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa thì vẫn tiếp tục được các cộng đồng người Việt hải ngoại ở khắp thế giới tôn vinh như là một di sản văn hóa thể hiện khát vọng tự do dân chủ đã mất dưới ách bảo quyền. Theo một số tài liệu, hiện cờ vàng bát sọc đỏ được chính quyền 14 tiểu bang và 7 quận hạt và nhiều thành phố ở Mỹ công nhận là lá cờ tự do và di sản Tech and Freedom Flag của người gốc Việt tại các địa phương này. Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cũng tung bay tại nhà riêng trụ sở hội đoàn của nhiều cộng đồng người Việt ở Mỹ, Canada, Úc và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam coi lá cờ vàng mang ý nghĩa phản kháng và đối lập chính trị với chế độ Cộng sản nên có chính sách cấm đoán quyết liệt trừng phạt nặng nề những ai có biểu hiện quyến luyến với lắc cờ Việt Nam Cộng Hòa. Nhà hoạt động trẻ tuổi Huỳnh Thục Vi ở trong nước đang phải ngồi tù gần 3 năm vì hành vi xúc phạm cờ đỏ sao vàng. Thực chất là vì cô quảng bá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa bằng những sản phẩm thời trang như là caravat, áo dài in hình cờ vàng sản xuất hàng loạt để bán và tặng cho đồng bào trong nước. Cô nói, việc làm của cô là để truyền đạt sự ủng hộ cho quyền tự do lương tâm của người Việt Nam đang bị giày xéo dưới gót giày độc tài và cô sẵn sàng trả giá cho việc làm đó. Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa tuy không còn được các nước trên thế giới công nhận nhưng do không có tính chính danh cai trị nên đảng cộng sản Việt Nam cứ dễ nảy như là địa phải vôi mỗi khi có ai nhắc tới Việt Nam Cộng Hòa hoặc nhìn thấy lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện trên trường quốc tế trong ý nghĩa sâu xa thì là quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa là biểu trưng cho nền Cộng Hòa mà người dân miền Nam Việt Nam đấu tranh xây dựng trong hoàn cảnh chiến tranh tự vệ và chế độ Cộng Hòa đó đã rất nhiều khiếm khuyết và có tham nhũng có đàn áp nhưng về nhiều mặt thì vẫn hơn hẳn chế độ Cộng sản hiện tại ở Việt Nam nhất là trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giáo dục luật pháp kinh tế đạo đức xã hội chế độ cộng hòa ở miền nam việt nam một thể chế dân chủ trong đó quyền lực thuộc về nhân dân tam quyền phân lập rõ rệt và các nhánh quyền lực kiểm soát lẫn nhau về bản chất là tương đồng với các chính thể tự do hiện hành ở những nước tân tiến dù khác biệt về trình độ phát triển bất chấp sự thù địch bôi nhọ liên tục của nhà cầm quyền hiện hành, chế độ cộng hòa vẫn là luyến tiếc của người dân miền Nam Việt Nam và là khát vọng đấu tranh của thế hệ trẻ trong nước như cô Huỳnh Thục Vi nêu trên. Dù đã không còn tồn tại, nhưng chế độ cộng hòa vẫn là oan hồn và ám ảnh giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam suốt nửa thế kỷ vừa qua đừng nhầm lẫn chế độ cộng hòa với các chính quyền thực thi nó chính quyền dương văn minh có thể đầu hàng chính quyền nguyễn văn thiệu có thể sụp đổ nhưng thất bại của họ không phải là dấu chấm hết của nền cộng hòa xét như là một thể chế chính trị một lý tưởng một đường lối xây dựng quốc gia Chế độ cộng hòa không còn hiện diện tại Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhưng các giá trị dân tộc nhân bản và khai phóng mà nó ươm mầm ở miền Nam Việt Nam thì vẫn còn đó trong các cộng đồng người Việt hải ngoại và đặc biệt gần đây đã trở thành khát vọng chung của cả dân tộc. Càng thất vọng bất mãn với một chế độ độc đảng toàn trị đang ép buộc cả dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội hoang tưởng, người Việt Nam không có khát vọng nào lớn hơn và mục tiêu gì khác hơn là đưa đất nước tới chỗ tự do dân chủ và thịnh vượng như là Mỹ và châu Âu, gần gũi hơn như là Nhật hoặc Nam Hàn, đi tìm một mô hình thể chế chính trị cho Việt Nam tương lai và người dân đã có hành trang tinh thần là nền Cộng Hòa từng được xây dựng trên một nửa đất nước và được biểu trưng bằng lá cờ vàng ba sọc đỏ, quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Người Cộng sản lo sợ dân chúng đi theo khát vọng đó và mô hình đó chứ không hẳn sợ một lá cờ không còn được quốc gia nào chính thức công nhận. Nói như vậy, không có nghĩa là trong tương lai lá cờ vàng ba sọc đỏ lại trở lại tung bay trên toàn cõi Việt Nam. Lá quốc kỳ tương lai có thể là một lá cờ khác Hiện nay chưa ai có thể hình dung được, nhưng cái tinh thần tự do dân chủ của thể chế cộng hòa mà lá cờ quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa đại diện chắc chắn sẽ trở lại khi chế độ cộng sản không còn nữa. Hạt giống dân chủ đã được gieo ở Việt Nam và chắc chắn sẽ có lúc đơm hoa kết trái để mà đưa đất nước hội nhập vào trào lưu dân chủ, tự do nhân quyền trên toàn thế giới của thế kỷ 21. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi